Anh em xem qua chút nội thất, hàng bãi zin luôn, còn chưa thổi bụi bên trong, hoạt động hoàn hảo. Con này thì nó chạy 4 tụ một nguồn to, 4 tụ một nguồn to anh em nhé, gọi là sò than 2 vít 4 con nên đánh rất khỏe luôn, sắt xi 7 màu, hàng bán ra đảm bảo zin cũng như hoạt động tốt cho anh em, đẹp keng luôn. Bụi chưa thổi đâu, chất đầm bao phê bao hay, ghép nhiều loa cũng như ghép vàng hát ok ổn. Con này thì anh em chơi những đôi loa to chẳng hạn như Onkyo, Diatonic, Yamaha đánh thoải mái luôn. Dòng này hay, tiếng căng hay nhất trong dòng Builder 7 là 8800, 8800 mắc đôi không có cửa so với con này anh em nhé. 8800 mắc đôi thì chất âm không bằng con này. Nếu nói về nội thất thì trông nó sẽ khủng hơn nhưng chất âm lại thua con này. Nhưng con này lại được cái giá mềm hơn. Bởi vì nhiều khi là anh em mua theo cái mua theo kiểu mua phong trào. Còn để về hiểu về các dòng âm ly thì phải người bán mới hiểu hết được. Ok, xin ạ. Và anh em nghe qua một vài giây.